Recording in progress. Trung tâm trí vào hơi thở. Chúng ta quan sát và cảm nhận hơi thở của mình. Quan sát hơi thở đi và đi một cách tự nhiên. Hít vào, thở ra. Hít sâu, thở chậm. Mở cả lớp hai tay chắp trước ngực. Chúng ta cùng nhau thực hành ngân ấn ồm, kết nối năng lượng và đánh thức người thầy cảm nhận bên trong của mình. Hít vào hơi thở sâu. Sau đó áp hai tay lên mắt của mình, cảm nhận hơi ấm lan tỏa vào hai mắt, chất nhẹ hai mắt. Chúng ta đảo mắt từ trái sang phải, rồi đảo mắt từ phải sang trái, từ đưa hai tay về phía trước, mở mắt của mình là bàn tay, hai tay chắp lại, đưa về trước ngực. Namaste. Namaste. Xin chào cả lớp. Hôm nay lớp mình sẽ tập bài chào mặt trời nhỏ. Em mở cả lớp khởi lúc cổ, hai tay đặt trên gối, thu cầm cái áo cổ giúp em. Thở hết hơi ra, hấp sâu phần lại. Hít vào, từ từ chúng ta kéo xuống cầm này. Thở ra, thu cầm cái áo cổ. Hít sâu, kéo dưới cằm lên. Chậm chậm thở ra, cằm thu áo cổ. Hít vào, kéo dưới cằm lên. Cả lớp mình giữ ở đây, chỉ hai vai, mắt nhìn chốc mũi, miệng mỉm cười, căng căng cơ cổ phía trước. 6 5 4 3 2 1 Chậm chậm thở ra, tuôn dài cằm, thu gáo cổ, đẩy nhẹ cằm lại phía sau. Giữ lại ở đây. 6 5 4 3 2 1 Hít nâng đầu trở về chính diện. Thở ra, nghiêng đầu sang bên phải. Hít vào về trước, thở bên trái, hít về chính diện, thở nghiêng phải, hít trở về, thở nghiêng trái, hít về trung tâm,
lưng nhạy cảm, mắt nhìn góc chân trái, căng căng cơ cổ trái. 6 5 4 3 2 1. Hít nâng đầu trở về chính diện, thở nghiêng sang bên trái đột ngột. Nâng nhẹ cằm, mắt nhìn góc chân phải, căng căng cơ cổ phải. 6 5 4 3 2 1. Hít nâng đầu trở về chính diện, thở xoay cằm sang bên phải, nâng nhẹ cằm song song phải. Hít vào về giữa, thở xoay sang bên trái. Hít trở về, thở xoay phải. Hít về chính diện, thở xoay trái. Hít về trung tâm, thở xoay phải. Em mở cả lớp giữa đây. 6 5 4 3 2 1. Hít nâng đầu trở về, thở xoay sang bên trái, giữ lại ở đây. 6 5 4 3 2 1. Hít trở về, cả lớp vươn hai tay cùng lên cao, đan tay để ngược lòng bàn tay hướng chân nhắm, đẩy tay lên phía sau tay của mình, chân chậm thở ra nhưng đừng sang bên phải. Chi mông trái giữ ngực, mắt nhìn góc chân trái. Hít nâng người về chính diện, thở nghiêng lưng sang bên trái. Chi mông phải đẩy căng tay. Hít nâng người trở về, thở nghiêng lưng sang bên phải. Hít về chính diện, thở nghiêng lưng sang trái. Hít nâng người lên, thở ra nghiêng phải. Mở cả lớp giữa ở đây. Chi mông trái đẩy căng tay, giữ ngực mở vai trái, kéo sát toàn bộ cơ lên sườn bên trái của mình. 6 5 4 3 2 1. Hít nâng người trở về chính diện, thở cả lớp nghiêng lưng sang bên trái đột biến. Chi mông phải giữ ngực mở vai phải, căng căng cơ lên sườn bên phải. 6 5 4 3 2 1. Hít nâng người trở về, bắt hai tay hướng lòng bàn tay vào nhau, chúng ta vươn lên trên trần nhà, lên trên trần nhà, chúng ta vươn cổ sống của mình lên ngoài, thở ra vẫn xoắn người sang phải, tay phải chống sau mông, giữ ngực mở tay. Hít vào về chính diện, hai tay vươn lên, thở ra đắm xoắn người sang trái, giữ ngực mở tay. Hít trở về chính diện, vươn cổ sống, thở đắm xoắn sang phải. Hít trở về hai tay vươn, thở đắm xoắn sang trái. Hít xoay người trở về, thở đắm xoắn sang phải. Em mở cả lớp giữa ở đây. 6 giữ ngực mở vai. 5 4 3 2 1. Hít trở về, hai tay vươn lên, thở bắn xuống sang bên trái á, tay trái chống sau mông, giữ ngực và mở vai trái. Hít thở đều ở đây. 6 5 4 3 2 1. Hít xoay người trở về chính diện, hai tay vươn lên, thở cả lớp đặt tay phía sau mông, mũi tay hướng về phía mông của mình, cách mông 4 cm. Hít
hết vào cái gối đẩy hông lên, rút bụng, giữ ngực, vươn nhẹ cằm gáy thẳng, thở từ từ hạ mông xuống, hít vào hai tay vươn lên cao, vươn dài cột sống của mình, thở gập người về phía trước, chỉ mông hạ tay, đi bộ hai tay về phía trước theo khả năng của mình, chỉ mông xuống, hít nâng người trở về, hai tay vươn lên cao, vươn cột sống lên, thở hạ tay ra phía sau mông, hít vào ký gối đẩy hông lên, rút bụng giữ ngực sốc vai gáy thẳng, thở từ từ hạ mông, hít nâng người hai tay gần vươn cổ xuống, thở vươn dài gập người phía trước, chi mông hạ tay, à tốt hạ chán chắc thẳng, lần cuối hít nâng người trở về, vươn tay vươn cổ xuống, thở hạ tay ra phía sau mông, hít vào ký gối đẩy hông lên, rút bụng giữ ngực gáy thẳng, giữ ở đây sốc vai lên, tiếp tục rút bụng và đẩy hông, 6 5 4 3 2 1, từ từ hạ mông xuống, hít vào hai tay vươn lên, vươn cổ xuống, thở vươn dài gập người về phía trước, chỉ mông hạ tay, đi bộ hai tay về phía trước theo khả năng của mình, không nhấc mông. Còn nếu có thể thì chúng ta hãy chạm chắc thẳng, giữ ở đây, cứ ý thức về vùng cột sống của mình. 6 5 4 3 2 1, hít nâng người trở về, hai tay vươn lên cao, thở em mở nó hai tay. Chúng ta luyện sinh khí nhá, cả lớp ngồi thẳng lưng, thu nhẹ cằm, nhắm nhẹ hai mắt, miệng mỉm cười, đặt ý vào điểm dưới lòng bàn chân, thở hết hơi ra, hấp sụp lại, hít vào hơi thật sâu, miệng mỉm cười, giật bụng, bắt đầu cổ 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 cổ
điểm số bằng 4, 3, 2, 1. Hết vào 5, 4, 3, 2, 1. Nghỉ 5, 4, 3, 2, 1. Thở 5, 4, 3, 2, 1. Nghỉ 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, thở ra, hấp sâu một lần. Hít vào hơi thở sâu, miệng mỉm cười, giật bụng bắt đầu thổ 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 chân cái ở dưới bếp của
Đúng rồi, là thả chị đang em. Cô đang được tập trong mặt trời ạ. Còn một cái mà lớp nữa không được cầm một cây luôn. Thường xếp một lớp sai thì là mẫu em. Một lớp nằm đẹp cách nhau một gang tay hoặc hơn một gang. Bích hồng một lớp cá chép mũi chân nằm mẹp biên độ thấp nhất chạm mũi chân cho em. Nhận khớp hàm căng căng chưa, duỗi mũi chân chưa, duỗi mũi chân sau chạm tường rồi bước chân lên nâng người lên hai hông cân đối giúp chắc tài sản em phải lo chuẩn nha, không lát nữa em đi chuỗi nó bị không đúng không, lo chuẩn nha. Rồi, cả lớp đứng hai chân khoảng cách đến kiến của em. Tay cầm một lớp giống như mẫu á. Lòng bàn tay hướng vào nhau á. Chỏ tay khép sát mặt sườn. Chúng ta kiểm tra lại cho em một lần nữa. Hai chân đứng cùng đến kiến. Điểm phạt lưng của lòng bàn chân. 3, 2, 1. Gót chân, ụ ngón cái và ụ ngón út. Lưng nhẹ khớp gối. Bụng rút. Dưới ngực mở vai. Thu nhận cầm. Hít vào. Đầu tiên sẽ đi chậm để mọi người đi một vòng quanh bên nhé. Thở ra. Hai tay vẫn để trước ngực. Chúng ta điều hòa hơi thở nhé. Biết ơn. Hít vươn hai tay của mình lên cao. Đẩy nhẹ hông. Giúp bụng dưới ngực từ từ nhẹ vào. Cây tóc. Thở. Vươn dài dọc người phía trước. Quỵ gối bộ áp đùi cầm sâu đặt vào lớp xuống nào đẩy đỉnh hông lên kéo đỉnh hông xuống thả lỏng cổ phải hít bước chân phải vào sau hạ gối phải giúp chắc cơ đáy từ từ nâng người lên không cần nâng tay buông tay lên buông hai tay nâng người lên giúp chắc cơ đáy lên rồi nhấn khớp hàm xuống. Kiểm tra lại chân một lần nữa cho em. Đầu gối thẳng hàng một chân được. Nín thở, hãm tay, xoay tròn. Rút chân trái ra sau, cầm tay. Gót chân đạp đường. Úng chân cách đường 5 cm. Cô duyên xô người phía trước. Ngương nhẹ khớp gối. Ốp sơ cổ, siết chắc bụng. Xốc vai lên. Mắt nhìn xuống giữa hai bên của lớp. Lực về cơ điểm trong tâm dưới 1/3 cân. Thì bao lưng, nâng mông lên em. Quận sư phụ siết bộ nào. Trùng gối đi Thúy. Úp chân cách đường 5 cm. Góc chân đạp vào đường. Cường nâng mông lên. Quận sư phụ. Thở hạ gối. Nhang người về phía trước. Ngược đặt giữa hai lòng bàn tay. Mỏng vai, gá lên mép của đất. Hít rút bụng dưới ngực trườn lên thẳng. Thu cầm. Nhìn nhìn hạ chân. Hay ở dưới mà cứ cầu. Sao tay đặt lên lớp thế. Thở. Kỳ gối đẩy mông về bên ngực. Gót chân đạp tường. Đẩy đỉnh mông về phía tường. Bụng rút. Chỉ cần đẩy đỉnh mông nữa. Cô sẽ trùng nhẹ gối. Không căng gối. Hít bước chân phải lên. Hạ gối phải. Giúp chắc cơ đáy từ từ nâng người lên thả buông cổ hàng nghiêng xuống thở khá tay xuống nặng bước chân trái về cánh chân phải khoảng cách định vị bộ áp đùi ngập sâu con cò đẩy đỉnh hông lên tay cầm vào lớp hết từ từ nâng người lên cây lạc đẩy nhẹ hông giúp bụng giữ ngực nạt tòng thở vươn dài gần người phía trước khuỷu gối bụng áp đùi đặt vào lớp xuống nặng trái hít bước chân trái về sau hạ gối giúp chắc cơ đáy nâng người lên nhấn khớp hàm thả buông cổ hàm kiểm tra lại đầu gối cho em một lần nữa đầu gối thẳng hàng cổ chân vuông góc nhẹ chị em anh có biết giờ không
siết chắc cơ đáy, nâng lưng lên một chút nào. Làm vừa rồi. Chị đau lưng thì có thể làm một chút nhỉ. Nhưng mà làm vừa rồi. Không đến ghế. Biết không? Hoặc các chị đau lưng có thể đặt tay lên gối. Đặt tay lên gối của mình. Xong rồi mình nâng dần cái lưng lên. Thở, nín thở, hạ tay xoay tròn. Bước chân phải về sau, tấm bán nào. Gót chân đặt tường, lưng nhẹ khớp gối nào. Cuộn xương cụt, chắc bụng. Thì ơi đẩy mông ra sau đi em, vai. Vai ở phía sau cổ tay. Đẩy mông ra sau. Đẩy mông lên cao ấy thì. Đẩy mông lên, trùng gối. Trùng gối. Rồi đẩy ra sau. Đẩy cái vai của Thúy ở phía sau cổ tay. Nữa đi. Cuộn xương cụt siết chắc bụng. Rồi thở hạ gối. Ngực cầm chắc chắn. Tóc hồng chú ý chỗ tay nhá. Cậu hãy bị cảm vào tay. Nhiều xoay vào tay rồi. Hít trường lên lại. Thở về bên ngực. Hít, hít bước chân trái lên. Hạ gối. Nâng người. Giúp chắc cơ đại. Nhắm khớp hàm. Châu ơi châu, giữ bước chân chắc đường châu. Chắc đường chưa? Lúc lên con có thể ký bước chân nhưng mà đừng sang quá. Rồi hạ tay của mình xuống mắt. Bước chân phải về đầu thẳng. Hai chân có cách định tuyến. Bụng áp đùi gập sâu. Tay cầm vào lốc. Mọi người nhớ chân của mình luôn luôn đúng định tuyến nghe. Hít vào, tay cầm vào lốc trên này này. Từ từ nâng nó lên cây đau mặt. Đẩy nhẹ hơn, giúp cổ xuống ngược ngả sau. Ngả đúng kỹ thuật. Rồi thở về. Lưng về, lưng thẳng. Tay thẳng lưng ạ. Thở này tức là về thẳng người. Cô Duyên nâng người lên ạ. Nhìn lên ạ. Cô Duyên nâng lên nghe là thẳng người. Giống như mẫu em. Rồi hạ tay, hạ vào lớp xuống đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Em sẽ không có tắt ạ. Không phải là em hô và em chỉnh cho mọi người ngồi. Bây giờ sẽ không tắt nha. Tay cầm vào lớp ạ. Chỏng tay khép sát đằng sườn. Hít thở hay xuất ngược. Biết ơn hít vươn. Cây lao đó. Vươn tức là vươn cây lao. Biết ơn thở vào. Quỵ gối đẩy mông. Bụng áp đùi. Biết ơn phải hít. Hạ gối. Người tự làm nha em tắt. Giúp chắc cơ đáy nâng người lên thẳng. Biết ơn nín thở, hạ tay xoay tròn, rút chân ra sau, tầm thẳng. Tầm bàn, Thúy, Thúy ơi nhìn mẫu. Nâng mông lên Thúy. Em cầm như thế là lưng đau rồi. Nín, à chứ không thở, hạ gối, ngược cầm chặt sang. Biết ơn hít ướt, bên thẳng. Biết ơn thở về bên ngực. Biết ơn thả hít. Hạ gối giúp chắc cơ đáy nâng vào lên. Thở hạ tay. Bước chân trái về cạnh chân phải. Bụng áp đùi gập sâu con khó. Tay cầm vào lớp. Biết ơn hít vươn cây lao. Đẩy hông giúp bụng dưới ngược lại. Biết ơn thở gập. Bụng áp đùi gập sâu con khó. Biết ơn trải hít, hạ gối, rút chắc cơ đáy, nâng người lên. Biết ơn nín thở, hạ tay xoay tròn, rút chân ra sau tập lại. Thủy nâng mông lên, gãy lưng vui thở, trùng gối em. Biết ơn thở, hạ gối, ngực cầm. Biết ơn hít lướt, lên đắng nặng. Biết ơn thở về nguyên ngực. Biết ơn trái hít. Hạ gối phải giúp chắc cơ đáy nâng người. Biết ơn thở hạ. Bước chân phải về đầu thẳng. Bụng áp đùi vào sâu con cỏ. Tay cầm vào lốc. Biết ơn hít vươn.
tương đương là phong. Biết ơn thờ hạc lọc khuyện ngồi phúc ác đồ. Bộ ác đồ như thế bỏ lớp dưới đi. Biết ơn phạm hít khá gối nâng lời giúp chắc cơ này. Biết ơn mì thở hạ tay xoay trọn cầm vạc cầm đám thúy nâng mông lên đẩy mông ra sau em. Biết ơn thở hạ ngược cằm chắc chắn. Biết ơn hít nước mỏng vai áo vào lớp này. Biết ơn thở về bên ngực. Biết ơn phải hít hạ gối giúp chắc cơ này nâng lên. Biết ơn thở hạ bước chân trái về đầu thang bụng áp đùi vào sâu tay cầm vào nắp. Biết ơn hít vươn giúp bụng dưới ngược từ từ lại sau bên nông. Biết ơn thở vào khí gối bụng áp đùi vào sâu không không. Biết ơn trái hít hạ gối nâng người giúp chắc cơ này. Biết ơn thở và nín thở hạ giúp chân ra sau đồng đàn. Biết ơn thở hạ gối ngược cằm mỏ vai gáy nhấc vào lớp thúy cao lên. Biết ơn thở về bên ngực. Mọi người đo vào lúc chuẩn mà đo không chuẩn như bây giờ mọi người hạn không chuẩn. Biết ơn trái hít há gối giúp chắc cơ này nâng người. Biết ơn thở hạ trái hít lên một bước lên bước chân lên á bụng áp đùi gập sâu con cò tay cầm vào lớp. Hít vươn cây lăng giúp bụng dưới ngực từ từ lại sau. Thở gập sâu người con cò bụng áp đùi. Bụng áp đùi như thủy. Phải hít bước chân phải há gối nâng người giúp chắc cơ này nhấn khớp bàn. Thở nín thở hạ tay xoay tròn bước chân ra sau tấm bàn. Thở há gối ngược cằm chặt vào mỏ vai gáy mép của lớp khép tròn hít rút bụng dưới ngực trở nên ngắn thô cằm. Thở kỳ gối đẩy hông về bên ngực chung ngồi thì phải hít bước chân phải lên hạ gối trái nâng người giúp chắc cơ này nhấn khớp hàm. Thở há tay bước chân trái về đầu thang bụng áp đùi gập sâu tay cầm vào lớp. Hít vào từ từ nâng người lên giúp bụng dưới ngực ngả sau. Thở vươn dài gập người phía trước khuỵu gối bụng áp đùi hạ vào lớp. Trái hít bước chân trái phía sau hạ gối nâng người giúp chắc cơ này nhấn khớp hàm. Nín thở hạ tay xoay tròn giúp chân phải phía sau tấm bàn gót chân đạp tường trùng gối. Thở hạ gối ngực cằm chắc chắn mỏ vai cá vết của lớp. Hít trở lên nặng giúp bụng dưới ngực thô cằm. Thở về bên ngực kỳ gối đẩy hơn bụng rút. Trái hít bước chân trái lên hạ gối phải giúp chắc cơ này nâng người nhấn khớp hàm. Thở hạ tay bước chân phải về đầu thang khoảng cách định tuyến bụng áp đùi gập sâu con cò hay cầm nữa. Hít vào từ từ nâng người lên giúp bụng dưới ngực ngạn phòng cây nông. Thở vươn dài gập người phía trước khuỵu gối bụng áp đùi gập sâu con cò
Mình động, hạ tay xoay tròn, rút chân trái về sau, về tầm bàn. Thở, há gối, ngược cằm chạm đất. Hít nước lên rằng, thô cằm. Chụp bỏ tay lên dưới lên rằng, hạ xuống mua xuống. Xuống nằm thấp thôi. Cuộn ba ra xong, thở về về ngược. Bước chân phải đi, hạ hồn trái, giúp chắc cơ đáy, nâng người lên, nhấn khảm. Thở há tay, bước chân trái lên, bụng áp đùi vào sâu, không có tay cầm lớp. Hít vào từ từ nâng người lên, giúp bụng giữ vững nạn nóng, cây nóng. Thở vươn dài vào người phía trước. Quỷ cổ bộ ác cổ đầu sâu con cầu. Vòng năm, phải hít bước chân phải ra sau. Há hồ, rút chắc cơ đáy, nâng vào đây, nhấn khớp hàm. Nín thở, há tay xoay tròn, rút chân trái ra sau, tập phản, gót chân đạp tường, trùng lại ngồi, siết chắc cơ bụng. Thở há hồi vừa cầm cho ngôi vật cao lên không? Hít trường lên nặng, rút bụng dưới ngực. Thở về bên ngực. Đẩy đỉnh mông lên. Phải hít bước chân phải. Há hồi trái. Nâng người lên, rút chắc cơ đáy. Nhấn khớp hàm. Thở há tay. Bước chân trái về đầu thẳng. Còn cái vị trí bụng áp đùi gập sâu hay cầm lắm. Hít vào từ từ nâng người lên, giúp bụng dưới ngực ngạt vào. Thở vươn dài gập sâu con cỏ bụng áp đùi. Há vào đất, trái hít bước chân trái về sau. Há hồi, nâng người giúp chắc cơ đáy, nhấn khớp hàm. Nín thở, há tay xoay tròn, bước chân phải về sau tầm phản, góc chân lại tường, trùng lại hồi. Thở, há hồi, ngực cầm chạm sàn, bỏ vai cá vết vào lớp. Hít trường lên mặt. Thở về bên ngực. Trái hít bước chân trái lên. Hạ hồi, nâng ngực. Rút chắc cơ đáy, thả cô vào mặt. Thở há tay. Bước chân phải về đầu thẳng, hoặc cách những gì, bụng áp đùi gập sâu tay cầm lắm. Hít vươn lên, giúp bụng dưới ngực từ từ lại. Thở vươn dài gập người về phía trước, bị bồi bụng áp đùi gập sâu. Há vào đầu. Phải hết bước chân phải ra sau. Hạ gối, nâng người xuống chắc cơ đáy, thả buông một hàng. Nín thở, hạ tay xoay tròn, giúp chân trái về sau tầm lại. Thở, hạ gối, ngực cầm trong sạch. Hít nước lên nặng. Thở về bình. Chỗ gối để ngồi sau. Thả hết bước chân phải lên. Hạ gối, nâng ngực, rút chắc cơ đáy, thả buông một hàng. Thở tha tay. Bước chân trái về đầu thẳng, bụng áp đùi gập sâu con cò, tay cầm ngực. Hít vào từ từ nâng người lên, giúp bụng dưới ngực ngả sau cơn đau. Thở gập sâu bụng áp đùi con cò. Hạ vào lớp, trái hít bước chân trái về sau. Hạ hồi, nâng ngực, giúp chắc cơ đáy, thả buông một hàng. Nín thở, hạ tay xoay tròn, giúp chân phải về sau, tầm bàn. Thở hạ hồi, phương tâm. Hít bước lên lớp. Thở về bình. Trái hít bước
trầm trọng được. Hạt của phạm giúp chắc tưởi nâng. Thở hạt bày, bước chân phạm về một thẳng. Khoảng cách định vị, bụng áp đùi ngập sâu, tay cầm hốc. Hết vươn cây nóng. Giúp bụng giữ ngược nặng. Thở ngập sâu con cỏ, quỵ bộ bụng áp đùi. Vòng 7, thả hết bước chân phải ra sau, hạ cổ, nâng người, giúp chắc cơ đại. Nhấn khớp nào, nín thở, hạ tay chạy tròn, bước chân ra sau, tầm mạng. Thở hạ cổ, lưng căng chặt dài. Hít trường lên nặng, thở về bên người. Phải hít bước chân phải lên, há cổ trái, nâng người, hai tay nâng, à chị luôn, không vươn tay lên, thở há tay, bước chân trái về đầu hàng, bụng áp đùi, ngập sâu, tay cầm nắp, hít vươn cây lòng, rút bụng giữa ngực nặng, thở vươn dài ngập ngừng, chốt khí vốn bụng áp đùi, ngập sâu. Hạ vào lóc, trái hít bước chân trái về sau, hạ cổ, nâng người, giúp chắc cơ đại, hạ buông một hạ. Nín thở, hạ tay xoay tròn, bước chân phải ra sau, ấn bạc, gót chân đặt cứng. Thở hạ bối, ương cầm, chặt dài. Hít trở lên nặng, thở về bên ngực. Trái hết bước chân trái lên, hạ cổ, giúp chắc cơ này, nâng người, nhấn khớp ạ. Thở khá tay, bước chân phải là đồng thẳng, khoảng cách điện tử, bụng áp đùi, gặp sau tay cầm lớp, hít vươn cây lòng. Vòng thẳng, biết ơn thở lòng, bụng áp đùi. Biết ơn phải hít. Biết ơn nhìn thở. Biết ơn thở hạt. Biết ơn hít nước. Biết ơn thở về. Biết ơn phải hít. Biết ơn trái thở. Tay cầm lại. Biết ơn hít vươn. Biết ơn thở. Biết ơn trái hít. Biết ơn nhìn thở. Biết ơn thở hạt. Biết ơn hít nước. Biết ơn thở về. Biết ơn trái hít. Biết ơn phải thở. Tay cầm. Biết ơn hít vượt. Biết ơn thở vào. Vòng 9. Biết ơn phải hít. Biết ơn nhìn thở. Biết ơn thở hạt. Biết ơn hít hơn. Biết ơn thở về. Biết ơn phải hít. Biết ơn trái thở. Tay cầm lớp. Biết ơn hít vươn. Biết ơn thở.
ơn trả hết. Biết ơn nín thở. Biết ơn thở hắt. Biết ơn hít ngớt. Biết ơn thở về. Biết ơn lại hít. Biết ơn trái thở. Tay cầm lấp. Biết ơn hít vươn. Biết ơn thở gấp. Biết ơn trái hít. Biết ơn nín thở. Biết ơn thở hắt. Biết ơn hít ngớt. Biết ơn thở về. Biết ơn trái hít. Biết ơn thở hắt. Phải thở. Tay cầm lấp. Biết ơn hít vươn. Biết ơn thở vào. Vòng 10. Biết ơn phải hít. Biết ơn nín thở. Biết ơn thở hắt. Biết ơn hít ngớt. Biết ơn thở về. Biết ơn phải hít. Biết ơn trái thở. Hay cầm lấp. Biết ơn hít vươn. Biết ơn thở hợp. Biết ơn trái hít. Biết ơn nín thở. Biết ơn thở hắt. Biết ơn hít ngớt. Biết ơn thở về. Biết ơn trái hít. Biết ơn phải thở. Tay cầm lấp. Biết ơn hít vươn. Biết ơn thở gấp. 11. Biết ơn phải hít. Biết ơn nín thở. Biết ơn thở. Biết ơn chẳng ít nước. Biết ơn thở về. Biết ơn phải hít. Biết ơn trái thở. Tay cầm lấp. Biết ơn hít vươn. Biết ơn thở. Biết ơn trái hít. Biết ơn nín thở. Biết ơn thở hắt. Biết ơn hít ngớt. Biết ơn thở về. Biết ơn trái hít. Biết ơn phải thở. Tay cầm lấp. Biết ơn hít vươn. Biết
biết ơn thờ hợp. 12. Biết ơn phải hết. Biết ơn nín thở. Biết ơn thở hắt. Biết ơn hít nước. Biết ơn thở về. Biết ơn phải hít. Biết ơn trái thở. Tay cầm một lúc. Biết ơn hít vươn. Biết ơn thở vào. Biết ơn trái hít. Biết ơn nín thở. Biết ơn thở hắt. Biết ơn hít nước. Biết ơn thở về. Biết ơn trái hít. Biết ơn phải thở. Tay cầm một lớp. Biết ơn hít ngừng. Biết ơn thở vào. 13. Biết ơn phải hít. Biết ơn nín thở. Biết ơn thở hạt. Biết ơn hít nước. Biết ơn thở về. Biết ơn phải hít. Biết ơn trái thở. Tay cầm nó. Biết ơn hít vươn. Biết ơn thở vào. Biết ơn trái hít. Biết ơn nín thở. Biết ơn thở hắt. Biết ơn hít nước. Biết ơn thở về. Biết ơn phải hít. Biết ơn trái thở. Hay cần một lớp. Biết ơn hít vươn. Biết ơn thở vào. Biết ơn trái hít. Biết ơn nín thở. Biết ơn thở hắt. Biết ơn hít nước. Biết ơn thở về. Biết ơn trái hít. Biết ơn phải thở. Tay cầm lớp. Biết ơn hít ngừng. Biết ơn thở vào. Vòng cuối. Biết ơn phải hít. Biết ơn nín thở. Biết ơn thở hắt. Biết ơn hít nước. Biết ơn thở về. Biết ơn phải hít. Biết ơn trái thở. Tay cầm một lớp.
biết ơn hết vườn, biết ơn thảo dược, biết ơn trái thiên, biết ơn miếng thọ, biết ơn thảo hạt, biết ơn thiên dương, biết ơn thảo bền, biết ơn trái thiên, biết ơn phải thầu. Ta cầm nút, biết ơn hết vườn, biết ơn thầu về tương thẳng an thành. Rồi nên vào cái lớp chúng ta bỏ cái lớp vào cây xuống, xếp một lớp ra nhà cái gì đó còn có thể ngồi giữa đường mặt đường. Có khăn thì móc khăn vào lưng mà làm. Rồi mình ngồi mông trên hạt lưng nữa, nằm đẹp bố già. Bờ lớp nằm đẹp bố già. Rồi mông chạm tường, vai chạm tường, lấy hai lưng vào lớp còn lại kê ở dưới ngồi. Bờ lớp lớp biên độ hai thì thôi, bờ lớp được bố rất cao. Mọi người sắp xếp làm sao mình ngồi thoải mái nhất. Đứng đôi tương thẳng, thu nhãn cầm, hai tay đặt trên gối nào. Cả lớp chuẩn bị thở cao phao, đặt tí vào điểm dưới lúng 3 phân, thở hết hơi ra, hấp sâu cùng nào, miệng mỉm cười, hít vào lưng sâu, giật bộ bắt đầu.
Nằm xuống ra.